Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Hôm nay mình có một số những cái vấn đề liên quan đến một cô ca sĩ, đó là cô ca sĩ Vy Oanh mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Cái vấn đề này liên quan đến cái việc cấm xuất cảnh hay là tạm hoãn xuất cảnh đó thưa các cô chú anh chị. Vậy thì phải nói như thế nào là đúng trong trường hợp này? Theo pháp luật hiện hành đã có những cái quy định rõ ràng trong vấn đề này hay chưa? Thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người để chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về những cái quy định của pháp luật để cho chúng ta có thể nắm rõ được nó, chứ không phải là chúng ta cứ mang cái câu nói là cấm xuất cảnh hoặc là tạm hoãn xuất cảnh mà không biết rằng hai vấn đề này nó là một. Cái vấn đề của cái cô Vy Oanh này, nếu thực sự có những cái hành vi vi phạm pháp luật khi mà lợi dụng cái quyền tự do dân chủ của mình để xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng, thì vấn đề này là trách nhiệm của cơ quan chức năng, là những cái cơ quan đang thực hiện cái bước điều tra theo cái lá đơn tố cáo của con trai bà Nguyễn Phương Hằng đó, và chúng ta đang chờ đợi về những cái vấn đề đó, chứ chúng ta không nên có những cái suy nghĩ, có những cái khẳng định đối với rất nhiều những cái sự việc sắp tới, bởi vì nó sẽ gây ra một cái hệ lụy. Hệ lụy như thế nào thưa các cô chú anh chị? Hệ lụy dành đến cho bà Nguyễn Phương Hằng, rồi thì tất cả những người đang làm pháp luật hoặc là những người công chức nhà nước chẳng hạn, họ sẽ nghĩ rằng qua cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, vì bà Hằng mà bây giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện đó, mà thực hư câu chuyện là tự chúng ta làm chủ cái câu nói của mình mà không nghĩ đến rằng chính những cái câu nói đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái người mà các cô chú anh chị đang quan tâm và yêu thương đó. Đó là những gì mình muốn chia sẻ, mình muốn đóng góp những cái ý kiến của bản thân mình đến cho tất cả mọi người. Chúng ta nên hết sức cẩn thận với những cái lời nói, với những cái phát ngôn dành đến cho những sự việc sắp tới. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem cái câu chuyện tạm hoãn xuất cảnh hay là cấm xuất cảnh đối với cái cô ca sĩ Vy Oanh là như thế nào. Bài viết được đăng trên báo Thư viện Pháp luật.vn, các cô chú anh chị cũng có thể vào tham khảo. Từ vụ ca sĩ Vy Oanh, khi nào công dân Việt Nam bị tạm hoãn xuất cảnh? Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện clip nói về việc ca sĩ Vy Oanh bị cấm xuất cảnh. Vậy theo pháp luật hiện hành, khi nào công dân Việt Nam bị hoãn xuất cảnh? Thứ nhất thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem thế nào là cấm hoặc là tạm hoãn xuất cảnh. Đó, hiện nay nhiều người vẫn sử dụng thuật ngữ cấm xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh để nói về việc một người không được phép rời khỏi lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực tố tụng. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về thuật ngữ cấm xuất cảnh hoặc là tạm hoãn xuất cảnh, mà chỉ quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với công dân Việt Nam. Đó, các cô chú anh chị nghe rõ câu nói cấm xuất cảnh thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận nó như là một cái câu nói rất là nặng nề, nhưng thực tế ra thì pháp luật chưa có một cái quy chế nào đối với cái thuật ngữ này đó, mà chỉ gọi là tạm hoãn xuất cảnh thôi. Cụ thể tại khoản 7 điều 2 luật xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì tạm hoãn xuất cảnh là việc dừng không được xuất cảnh có thời hạn đối với công dân Việt Nam. Vấn đề tiếp theo đó là khi nào công dân Việt Nam bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo quy định tại điều 36 luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, công dân Việt Nam bị hoãn xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Thứ nhất, bị can, bị cáo, người bị tố giác, người bị kiến nghị, khởi tố mà qua kiểm tra xác minh có căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, sửa đổi năm 2021. Thứ hai, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn, có điều kiện trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo trong thời gian thử thách, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành án theo quy định luật thi hành án hình sự năm 2019. Thứ ba, người có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nếu có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ của họ đối với nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để đảm bảo việc thi hành án. Thứ tư,
người phải thi hành án dân sự, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nếu có căn cứ cho thấy việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để bảo đảm việc thi hành án. Thứ năm, người nộp thuế, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thứ sáu, người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn. Thứ bảy, người bị thanh tra kiểm tra xác minh có đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy cần phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn. Thứ tám, người đang bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm và xét thấy cần ngăn chặn ngay, không để dịch bệnh lây lan, truyền nhiễm ra cộng đồng, trừ trường hợp được phía nước ngoài cho phép nhập cảnh. Thứ chín, người mà cơ quan chức năng có căn cứ cho rằng việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh. Ngoài những trường hợp được nêu trên, thì còn có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với những người sau đây khi có căn cứ xác định việc xuất cảnh của họ có dấu hiệu bỏ trốn. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Hiện đang là bị can, bị cáo, được quy định tại khoản 1 điều 124 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Đó là những vấn đề mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người để chúng ta cùng nắm rõ được cái thuật ngữ về cấm xuất cảnh hoặc là tạm hoãn xuất cảnh là như thế nào để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn. Còn một cái việc nữa mà mình muốn trả lời một số những khán giả đã nhắn tin hoặc là comment trên cái kênh của mình nói rằng cái video clip của cái cô ca sĩ Viu Anh kia có đúng là của cô ấy hay không? Có phải là cô ấy đang cầu cứu luật sư của cô ấy can thiệp với nước Mỹ để mà giúp cô ấy hay không? Thực tế cho thấy thì trong cái video clip đó thì có đúng là gia đình của cô VO, đúng không ạ? Đúng là gia đình của cô VO. Và chúng ta phải xét thấy một cái điều rằng những cái lời nói của cái cô VO này nó có khớp với cái khẩu hình khẩu miệng của cô VO hay không? Và lời nói đó có phải của cô VO hay không? Đó, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng trong cái video clip đó. Và một điều quan trọng hơn nữa, đó chính là cơ quan chức, nếu đó là sự thật, nếu đó là những lời cầu cứu, thì chính cơ quan chức năng của chúng ta chưa làm bất cứ một cái vấn đề gì gây ảnh hưởng đến cái cô gái này, mà chỉ là triệu tập lên theo cái lá đơn tố cáo để làm rõ cái nội dung tố cáo mà thôi. Còn nếu như cô ấy có những cái bằng chứng xác minh rằng, chứng minh rằng cô ấy vô tội và không có những cái hành vi theo cái lá đơn tố cáo đó, thì rõ ràng cô ấy đâu cần phải sợ sệt đến nỗi như vậy, đúng không ạ? Đó là những cái điều mà mình muốn nói và làm rõ cho tất cả mọi người. Và mình cũng xin được kết thúc cái clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Và nhà mình có hai dòng sản phẩm muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên là cái chai mật ong nguyên chất. Chai này là 1 lít. Mật ong này là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê 100% thưa các bạn. Và cái sản phẩm thứ hai thì đó là cà phê. Cà phê thì mình có hai loại. Một loại là cà phê hạt thô, là về các bạn tự xay ra và pha chế. Còn loại thứ hai là đã xay ra rồi, các bạn mang về chỉ việc pha uống thôi. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình hai cái dòng sản phẩm này trong suốt thời gian qua. Các bạn có thể liên hệ qua số Zalo của mình.